Đây là chiếc Oppo Reno 8 5G. Mà chính vì cái cầm này, mình thấy nhiều anh em bảo rằng chiếc Reno 8 5G này là một phiên bản cải lùi. Mình cũng chả hiểu tại sao chiếc Reno 6 viền nó đang mỏng như thế, mà đến chiếc Reno 7 5G và chiếc Reno 8 này nó lại lòi ra hai cái cục cầm ở đây. Sao vậy Oppo? Nhưng mà liệu có oan ức hay không khi mà chỉ vì cái thiết kế này mà anh em lại nói rằng Reno 8 5G là một phiên bản cải lùi? Theo quan điểm cá nhân của mình thì nghĩ là có một chút sự oan ức ở đây. Nếu mà xét tổng thể thì chiếc Reno 8 này nó cũng có khá là nhiều điểm đặc biệt mà đáng để anh em bàn luận. Ví dụ như là cái thiết kế mặt sau này của nó chẳng hạn này, hay là con chip Dimensity 1300 bên trong, hay là ColorOS cực kỳ mượt nữa. Được rồi, vậy thì trải nghiệm của chiếc Reno 8 5G này nó như thế nào? Thì bản thân mình là một người đã dùng chiếc máy này dùng chính hơn một tháng nay rồi, thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cảm xúc của mình khi sử dụng chiếc điện thoại này nhá. Ok, đầu tiên là về thiết kế đi. Thì năm nay Oppo đã xây lại hoàn toàn thiết kế mới mặt lưng cho chiếc Oppo Reno 8 này. Thay vì là một thiết kế nhạt nhòa như chiếc Reno 7 5G, thì năm nay Oppo đã trao cho Reno 8 5G một cái mặt lưng phải nói là cực kỳ kỳ lạ. Đập vào mặt chúng ta đó là một đảo camera mà ngay từ khi nó lộ ra những hình ảnh đầu tiên, mình đã phải thốt lên là ôi nhìn nó thực sự kỳ dị. Nó có tính nhận diện cao, các cam tròn, to, lớn, nhìn cảm giác nó xịn. Tuy vậy, nếu mà kỹ tính thì mình thấy khoảng cách giữa các ống kính và viền đảo camera lại không có được khoảng cách đều. Nhìn kỹ thì sẽ thấy chưa cân đối một cách hoàn hảo. Đảo camera này cũng rất là lồi và liền một khối trên mặt lưng kính. Mặt lưng kính anh em nhá, sờ nó xịn mịn, chỉ có cái phần viền là làm bằng nhựa mà thôi. Cái viền nhựa này thì nó cũng thế, nếu mà nhìn thật kỹ thì vẫn sẽ thấy cạnh của nó có những đường chỉ nhựa siêu siêu mờ hơi thừa lên. Nó không tinh xảo tuyệt đối giống như là kim loại, nhưng mà về cơ bản thì nó đáp ứng tốt về mặt độ bền, độ cứng và chất lượng hoàn thiện của sản phẩm trong tầm giá này. Còn ở mặt trước thì nó sẽ được trang bị màn hình không được sexy lắm như ở thế hệ tiền nhiệm. Tuy vậy thì về chất lượng hiển thị của màn hình thì chiếc Oppo Reno 8 5G này nó vẫn làm tốt. Tấm nền AMOLED với độ sáng lên tới 800 nit, màu sắc rực rỡ, độ phân giải Full HD, tần số quét 90Hz. So với flagship thì nó vẫn có thể thua một chút về sự tương phản, nhưng mà tổng thể để mà xem phim, giải trí hay là sử dụng đơn thuần thì nó quá là dư giả. Nó cũng được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla 5 vốn đã rất phổ biến. Cái mà mình đặc biệt thích đấy chính là cái màn hình 90Hz này, nó kết hợp với cả ColorOS thì nó mang lại trải nghiệm vuốt chạm nó rất là mượt, nó không có những cái delay khó chịu hay là kỳ lạ. Đây. Đấy, vuốt chạm rất là mượt. Mà kể cả là không có màn hình 90Hz thì ColorOS 12 cũng đã hoàn toàn đủ sức để tạo sự khác biệt, khiến mình thấy cực kỳ ít hiện tượng đơ nhẹ xảy ra trên chiếc máy này. Thì đúng là một góc độ nào đấy, ColorOS 12 nó đã cải lùi so với thế hệ tiền nhiệm. Nó đã sát với Android gốc hơn, nó loại bỏ đi những cái tính năng dư thừa và bộ cốt cũ mềm nặng nề trước đó, mà thay vào đó Oppo tập trung vào phát triển những cái tính năng sẵn có của Android gốc. Mà cũng chính vì như vậy nên là ColorOS 12 nó mới có được cái sự tối ưu như bây giờ. Trong khi đó thì nó vẫn không thiếu những cái tính năng hay ho trong setting. Anh em thoải mái tùy chỉnh mọi thứ từ icon, màn hình always on hay là màu sắc của mọi thứ. Tất nhiên là độ mượt mà của ColorOS nó cũng đến từ sức mạnh cực kỳ khủng của chiếc Reno 8 này. Nó được trang bị con chip Dimensity 1300 là một phiên bản nâng cấp của con chip Dimensity 1200. Và nó cũng là một phiên bản nâng cấp rất mạnh mẽ cho một con máy tầm trung như thế này. Và biến Reno 8 5G thành một trong những phiên bản cập nhật hiệu năng mạnh nhất của dòng Reno. Khả năng chơi game thì quá mượt, năm nay mình mới cảm nhận được thấy một em máy tầm trung cận cao cấp của Oppo mà lại có thể gaming khá ngon như thế này. Mình chơi tốc chiến ở 60fps mà rất ít khi drop dù chỉ một khung hình ở mức đồ họa cao. Các tựa game eSports khác như là Call of Duty hay là PUBG Mobile thì cũng chiến dễ dàng với mức thiết lập đồ họa cao. Nói chung là anh em chơi mấy game phổ biến thì cứ vô tư, máy ổn định, không bị nóng lên và chơi game trên smartphone thì mình thấy như thế là quá sướng rồi. Nhưng mà những tựa game cực kỳ khát cấu hình như là Genshin Impact thì nó chỉ có thể chơi được ở 60fps với mức cấu hình thấp mà thôi. Cuối cùng thì là mình muốn chia sẻ về bộ 3 camera năm nay của Oppo Reno 8. Một camera góc rộng 5MP cảm biến IMX766, một camera 8MP góc siêu rộng và một camera macro có độ phân giải chỉ 2MP. Công nhận là cảm biến IMX766 cực kỳ ấn tượng ở trong phân khúc này. Nó đã chứng minh được hiệu suất ấn tượng của mình với việc được trang bị trên hàng loạt các điện thoại cận cao cấp và cao cấp của các hãng. Những bức ảnh của Reno 8 đều có sức hấp dẫn đối với mình khi mà cho độ chi tiết cực kỳ cao với màu sắc ấn tượng. Chi tiết là thứ mà mình thấy rất thiếu ở trên smartphone phân khúc dưới. Ấy vậy mà trên chiếc Reno 8 này nó lại đáp ứng đủ. Từ đó thì mình có thể tự tin lôi về chỉnh sửa dễ dàng. Tuy nhiên, chỉ cần chuyển sang camera góc siêu rộng cái là lại gặp vấn đề. Đấy, nó không phải là flagship nên là được cái này nó sẽ lại mất cái kia. Cam góc siêu rộng chụp lên thì anh em sẽ thấy profile màu lệch hẳn, độ chi tiết cũng không quá cao. Chụp trong điều kiện đầy đủ sáng thì ok, dùng được, chất lượng ổn. Còn thiếu sáng thì sẽ thấy bị noise và hơi bệt ngay. Máy thì cũng hỗ trợ quay video 4K nhưng mà chỉ ở 30fps mà thôi. Bù lại thì camera selfie của nó lại rất tốt cho độ chi tiết cao và đặc biệt là nó cả da người khá là mạnh và tôn da lên, đúng chất của Oppo từ trước giờ. Ok, và đó là chiếc Oppo Reno 8 5G.
Nói về thiết kế mặt trước thì có thể nó là cải lùi. Cái này thì mình công nhận vì mình cũng không lý giải được tại sao Oppo lại tự làm khó bản thân mình như vậy. Nhưng nếu như mà xét tổng thể về chiếc Oppo Reno 8 5G này thì nó là một chiếc máy cân bằng, nó có hiệu năng cao, độ ổn định cao, nó có màn hình ổn, camera chính chụp đẹp và thiết kế mặt sau dị, sẽ là một điểm mạnh nếu như mà anh em thích nó. Ok, và anh em nghĩ sao về chiếc Oppo Reno 8 5G này? Anh em hãy bình luận phía bên dưới nhé. Và đừng quên hãy follow channel ThinkView để cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.